Tập 770, P1 chụp ảnh khoảnh khắc bằng máy ảnh cơ hội. Hôm nay, Suneo đưa tờ báo ra khoe với các bạn. Trai An đọc thì thấy bài báo nói về một cậu bé bị rơi trên lầu xuống nhưng may mắn là không bị sao cả. Nobita không biết Suneo đang muốn nói điều gì. Nhưng ý Suneo không phải là nội dung mà là phần ghi chú dưới bức hình. Cả đám xem lại thì hết hồn khi người chụp bức ảnh này chính là Suneo. Shizuka và Trai An không nghĩ cậu bạn lại chụp được bức ảnh như vậy. Nobita nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Có lẽ khi Suneo vừa cầm máy ảnh thì lại gặp vụ tai nạn, nhưng Suneo nhất quyết bảo không có phải vì cậu luôn mang theo máy ảnh bên người nên lúc nào cũng biết nắm bắt thời điểm thích hợp. Rồi Suneo cà khịa Nobita chỉ toàn chụp ảnh cỏ dại. Vậy là cậu bạn tức điên bảo mình sẽ chụp được những bức ảnh tuyệt vời hơn rồi cay cú bỏ về. Về nhà Nobita khóc lóc kể hết mọi chuyện cho mèo ú nghe. Rồi xin mèo ú một chiếc máy ảnh có thể ghi lại những khoảnh khắc quyết định. Vậy là Doraemon lấy ra bảo bối máy ảnh cơ hội. Khi sự cố sắp xảy ra thì chiếc máy ảnh này sẽ đưa mình đến đó trước. Nobita vừa cầm thì đột nhiên chiếc máy ảnh kéo cậu bạn xuống nhà. Mèo ú đoán chắc là có chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nobita nghĩ chắc là mèo ú sẽ bị rơi xuống hố sâu. Lúc này mẹ xách một xô nước ra thì bất ngờ trượt chân té ngửa ra nhà rồi nguyên xô nước úp lên đầu mẹ luôn. Nhanh chóng Nobita đưa máy ảnh lên chụp. Mèo ú thấy Nobita đã chụp được một khoảnh khắc quyết định rồi. Nhưng Nobita vẫn muốn chụp cái gì đó hay ho hơn. Đang đi thì đột nhiên chiếc máy ảnh kéo Nobita rẽ qua bên kia. Thì ra đó là khoảnh khắc mèo ú bị đàn bò húc bay lên trời. Tiếp tục chiếc máy ảnh lại kéo hai thanh niên đến một ngõ cụt. Thấy tín hiệu ở phía trên nên cả dùng trong chóng che bay theo thì đến bãi đất trống thì thấy Trai An đang tập bắt bóng chảy ở đây. Đột nhiên Trai An ném quả bóng vào tường rồi nhảy lên bắt thì bất ngờ quả bóng bay qua nhà bác hàng xóm làm bể cửa kính luôn. Vậy là Nobita đã chụp lại khoảnh khắc này, sợ quá Trai An chuồn luôn. Lúc sau bác hàng xóm cầm quả bóng ra hỏi tội Doraemon và Nobita, nhưng may có bức ảnh nên cả hai đã thoát nạn. Rồi hai thanh niên rời đi, Nobita thấy nãy giờ toàn chụp mấy cái ngớ ngẩn thôi. Cái mà cậu muốn là một bức ảnh có thể đăng trên báo. Vậy là Doraemon chuyển máy qua tính năng bình diện xã hội. Với tính năng này thì có thể ghi lại khoảnh khắc quyết định của một vụ tai nạn, thảm họa hoặc tội phạm. Nobita thích lắm, vậy thì mới có thể làm Suneo sáng mắt ra được. Đột nhiên chiếc máy ảnh đưa hai thanh niên đến trước một tòa chung cư. Mèo ú không biết có chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Nobita nghĩ chắc là sẽ giống như đứa trẻ trên báo, vậy là sẽ có ai rơi ở đây. Mèo ú liền nhấn nút dự đoán rồi chụp thử thì hết hồn khi có một chị gái sẽ rơi xuống lầu. Lúc này chị gái đã xuất hiện trên ban công. Vậy là hai thanh niên hốt hoảng chạy lên lầu để ngăn chị lại. May sao vừa lên đến nơi thì chị gái đang lao ra lấy chậu hoa. Mèo ú và Nobita liền lao đến kéo chị vào. Vậy mà không được cảm ơn mà lại bị chửi cho sấp mặt vì đã làm rơi chậu hoa của chị. Sợ quá hai thanh niên chuồn luôn. Thật may là chị gái không bị làm sao, nhưng Nobita vẫn muốn chụp một cái gì đó ấn tượng hơn. Rồi cả hai đi theo máy ảnh thì đến một ngôi nhà. Nobita liền chụp dự đoán thì tá hỏa khi ngôi nhà sẽ phát nổ. Nhanh chóng hai thanh niên chạy vào nhà đập cửa thình thịch, mãi không có ai ra mở cửa nên Nobita và Doraemon lao luôn vào trong. Nobita thấy hình như có mùi lạ, Doraemon kiểm tra thì thấy là mùi do bếp ga nên đã tắt bếp và hai thanh niên đến mở hết các cửa ra. May mắn là không sao, một lúc sau anh chủ nhà cũng về tới. Thấy anh đeo hương đuổi muỗi trên người nên Nobita đoán chắc đây là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Kết quả là cả hai bị anh chủ nhà đuổi đi luôn, Nobita thấy mình vẫn chưa chụp được bức ảnh nào ổn cả. Mèo ú tức điên lên vì nếu chụp ảnh thì đồng nghĩa với việc ngôi nhà sẽ bị nổ. Nhưng Nobita vẫn muốn chụp một bức ảnh gì đó thật đặc biệt, vậy là hai thanh niên cãi nhau qua lại. Cuối cùng Nobita nhận ra là nếu muốn chụp được ảnh thì chắc chắn sẽ có gì đó xấu xảy ra. Mèo ú thấy là Nobita không nên sử dụng cái này nữa, nhưng Nobita sợ sẽ bị Suneo cà khịa mất. Vậy là mèo ú lại chuyển máy ảnh qua chế độ không có thật rồi đưa cho Nobita. Đột nhiên chiếc máy ảnh kéo hai thanh niên đến một ngôi nhà, thì ra là hai vợ chồng nhà này đang cãi nhau rồi ném hết chén đĩa ra ngoài. Nobita chẳng muốn chụp một bức ảnh trong hoàn cảnh này nhưng vẫn dơ chụp đại. Rồi Nobita lại bị chiếc máy ảnh kéo đến chỗ Trai An. Thì ra Trai An nghĩ là Nobita đã kể hết mọi chuyện cho bác hàng xóm. Nhưng mèo ú thấy tất cả là tại bức ảnh. Nhưng Trai An chẳng quan tâm mà rượt đuổi cả hai chạy sấp mặt. Đang xuống dốc thì Doraemon và Nobita cua người lại. Vậy là Trai An bay luôn xuống sông, xui sao lại bị Nobita chụp lại. Sợ quá hai thanh niên chạy ra bãi đất trống. Nobita nhìn hai bức ảnh thì thấy chưa ưng lắm. Cùng lúc này Suneo và Shizuka cũng đến. Suneo hỏi Nobita đã chụp được khoảnh khắc tuyệt vời chưa. Rồi cậu đến cướp hai tấm ảnh của Nobita xem. Nobita sợ Suneo sẽ cà khịa tiếp nhưng Suneo và Shizuka lại hết hồn khi thấy bức ảnh của Nobita. Một cái là người ngoài hành tinh, một cái là Nessie. Shizuka thấy mà không tin vào sự thật. Suneo thì thấy đây là một tin sốt dẻo. Còn Nobita và Doraemon thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.